tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường. Sáng em gầy mong manh như lá cỏ, mái tóc huyền óng ả thật dễ thương. Tôi thân thờ ngu ngơ bên hiên vắng, cứ đứng chờ như nắng hạ chờ mưa. Và đêm về thơ thần thức làm thơ, trang giấy trắng hay tình tôi mộng mơ. Cô bé ơi áo dài bay trong gió, chiều tan trường tôi lặng lẽ theo sau. Lời ban đầu ngày ngần không dám nói, để đến về thao thức suốt canh thâu. Cô bé ơi sao mà thương mà nhớ, biết bao giờ cô hiểu thấu tình tôi. Từng đến buồn một mình tôi xuống phố, đứng lặng thầm như một mảnh. Thôi Ngọc Trinh à, đừng buồn nữa em. Hay ta cứ coi đó như là một giấc chiêm bao. Anh tin rồi thời gian sẽ giúp em mau chóng quên được anh thôi. Nhưng tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao đột nhiên anh lại nói tiếng chia tay? Trong khi em vẫn còn tha thiết yêu anh mà. Nhưng chúng ta không thể nào kéo dài tình yêu đó được. Cái thứ tình yêu mà người ta thường cho đó là một thiên đường. Mà thiên đường không có lối thoát. Như vậy tại sao trước đây anh không nói cho em biết trước những ngày này sẽ đến chứ? Em thử nghĩ cuộc đời thì có gì đẹp bằng lúc mới vào yêu. Thì ai lại nỡ đem những ấn tượng xa nhau để lòng nó vào chuyện tình cảm. Không lẽ trước giờ anh xem tình yêu của mình như là trò đùa hay sao? Tùy ở em suy nghĩ, chứ anh thì anh không có thì giờ để giải thích hết đâu. Nói tóm lại là kể từ bây giờ dứt khoát lỗi nào, đường của ai nay bước xem như chúng mình chưa hề quen biết. Anh hiểu. Tìm hiểu bao năm bây giờ xem như đã đủ. Chắc em cũng thấy rằng tình cảm chúng mình được tương lai không có. Tôi hiểu rồi. Vì sắp tới đây hướng anh đi có những gấm cuốn đầy. Anh sẽ là kỹ sư danh phận sở sàng, còn tôi là loài cỏ dại mà thôi. Thì làm sao xứng đáng lập vợ anh chứ? Thì thấp đời cao đã đặt để con người, không đối xử công bằng cho kẻ thấp người cao. Phải rồi, anh đã quên. Từ lúc anh mới đặt chân lên đất thị thành này,
cũng do kẻ thấp hèn này đã bưng từng tô hủ tiếu, bán từng gánh bánh canh để mua cho anh từng cuốn tập và sắm cho anh từng cây viết hay sao chứ? Chuyện đó thì nói vậy là em đang kể công đó. Thôi được, vậy thì bao nhiêu tiền mới đền đủ công lao của em? Nói đi, tôi sẽ sòng phẳng để khỏi ai nợ ai. Bao nhiêu? Nói đi. Tôi không cần. Đi, anh đi đi. Từ nay tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Đi, đi ngay. Được, đi thì đi chứ. Nhưng nè, căn nhà này từ nay tôi không ở nữa. Nếu cô muốn ở thì tiếp tục mướn, còn tôi coi như không biết gì nữa cả. Chào. Khốn nạn, khốn nạn lắm mà. Ông trời ơi, con cô làm gì nên tuổi mà cuộc đời con phải chịu lắm trung chuyên. Mẹ thì chết trong cảnh khốn cùng, còn cha thì không biết lưu lạc nơi đâu. Đến mối tình đầu là chỗ dựa quan trọng nhất của đời con. Như vậy mà tại sao ông lại nỡ đáng tâm cướp mất? Thì cuộc đời này còn có chi đâu. Để sống còn thà chết cho cam, cảnh đời dấu bể của trần tục. Tình à, tại sao cô khờ quá vậy? Nếu như chú ba mà không thắng xe kịp, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Tôi muốn chết. Tại sao mấy người không để cho tôi chết chứ? Tình à, cô nên biết rằng ở đời con con kiến mà nó còn muốn sống thì làm con người tại sao lại chết đơn giản như vậy chứ? Chú ba, cháu thấy chú dường như mệt rồi đó. Không mấy chú ra ngoài kiếm chỗ nghỉ một chút đi chú à. Ờ ha, mày nói tao mới nhớ, thức mới có mấy đêm mà nó quậy quá. Thôi tao đi à. À mà nè, nhớ coi chừng cổ nha. Chứ tao nghe nói cái vụ tự vận này nó có huông lắm đó. Thôi thôi được rồi mà, đi đi, đứng nói chuyện không may nữa. Đi đi. Đi thì từ từ chứ mày,
Làm gì mà xô đẩy dữ vậy mày? Ơi, mệt cái ông này hết sức vậy đó. Trinh à, cô đừng có nên buồn. Chú tôi thì tánh tình thẳng thắn lắm. Bỏ đi anh, tôi không giận chú đâu. Vì chú nói đúng, loài côn trùng mà chúng còn biết giữ gìn cho mạng sống. Còn tôi là con người mà muốn tìm cho mình cái chết thật giản đơn. Trinh à, nếu biết như vậy thì cô nên bình tĩnh lại, đừng có làm chuyện dại khờ như thế nữa. Anh Bình, nhưng anh Bình ơi, anh có biết đâu loài kiến kia mà chúng còn có bầy có tổ, cùng diều dắt nhau khi mùa mưa đổ, làm sao tôi không khổ sầu khi phận mình. Đừng suy nghĩ viển vông mà hãy bình tâm bảo trọng lấy thân mình. Cái chết không sao giải quyết được sự tình. Thật ra thì chuyện gì đã gây biến động nơi chân, hãy nói ra đi để cho tôi cùng xuất nghi càng những niềm đau trong lòng. Trinh à, nếu xem nhau như là bạn bè thì tôi khuyên Trinh nên nói ra, biết đâu tôi sẽ có cách giúp Trinh. Quên nữa, thế còn Hiếu đâu? Sao mấy hôm nay từ khi Trinh ở bệnh viện về mà tôi chẳng hề thấy Hiếu tới vậy? Hiếu đâu? Anh Hiếu ở đâu? Còn đâu nữa mà tâm mà hỏi. Trinh à, Trinh nói thế là sao chứ? Tuy với xã hội thì hai người chưa danh chánh ngôn thuận, nhưng với tình nghĩa thì hai người cũng từng chung sống như vợ chồng rồi. Thế thì những lúc như vậy, lý ra Hiếu phải có mặt để lo cho Trinh mới phải chứ. Vợ chồng tôi có được cái diễm phúc làm vợ hiền dấu thảo nữa sao? Hay đây chỉ là một cuộc đùa vui đã đến hồi kết thúc, mà chính do tôi là nạn nhân của chuyện trăng qua ông bướm trong sai với tháng ngày mơ mộng.
dòng tình yêu đi sâu vào quên lãng, người ta dính sang rồi quên kẻ cư hàng. Tình à, cô nói gì mà tôi nghe mơ hồ bóng gió, làm tôi rất là khó hiểu. Không lẽ những lời cô nói nãy giờ là đang ám chỉ thằng Hiếu? Chứ anh tự nghĩ cuộc đời tôi bây giờ ngoài Hiếu ra thì còn ai vào đây nữa chứ? Không, không thể nào đâu. Tôi không tin Hiếu là hạng người như vậy. Chính tôi còn không tin nữa kìa, chứ đừng nói chi anh. Nhưng bây giờ thì đó lại là sự thật. Một sự thật mà tôi không thể nào ngờ được. Nó lại đến với tôi một cách phũ phàng như vậy. Tôi ngờ đâu thế sự như vậy. Không được, tôi không đồng ý thằng Hiếu nó xử sự với cô như vậy. Tôi phải đi gặp nó mới được. Anh Bình à, bỏ đi anh. Em không muốn nhắc đến con người bạc tình này nữa. Nhưng để nó làm thế thì đối với Trinh làm sao có sự công bằng chứ. Dù sao thì Trinh cũng có phần lo cho nó ăn học kia mà. Nhưng họ có nhớ đâu mà anh nhắc. Em không muốn nhắc. Em không muốn nhắc đến con người này nữa đâu. Anh nghe không? Kìa Trinh, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi. Đừng xúc động quá như vậy không tốt cho sức khỏe đâu mà. Anh Bình, em khổ quá anh Bình ơi. Đó, bây giờ thì Thảo đã tin lời tôi rồi chứ. Anh Bình, có chuyện này sao anh Bình? Thảo à, em nói gì anh không hiểu? Anh còn muốn hiểu thế nào nữa đây? Khi trước mặt tôi ta hiểu ra cảnh ôm ấp yêu đương ngọt ngào âu yếm. Thảo à, anh nghĩ là em đã hiểu lầm rồi đó Thảo à. Chuyện sờ sờ trước mắt mà còn cho là hiểu lầm được sao? Anh im đi. Tôi không ngờ, tôi không ngờ anh lại đê tiện đến như vậy. Tôi đê tiện sao? Tôi đê tiện hay là cô và thằng bạn bất nhân này đang giở trò bỉ ổi? Anh Hiếu, mày... Tao sao? Có phải mày muốn nói là tao ngu lắm chứ gì? Phải, tao ngu. Tao ngu nên mới quá tình. Một thằng giả nhân giả nghĩa như mày, lợi dụng tình thân để gian dối lọc lừa, để cướp ngay đi người yêu của bạn. Thật tao làm tâm tánh người bạn thân, đến giờ đây thì mới biết được chung quanh mình chỉ toàn là lừa lọc. Một thằng bạn đê hèn và một kẻ luôn nói thủy chung. Anh Hiếu, tôi không ngờ con người anh quá đê tiện. Bạc nghĩa trong ơn lại còn thêm thâm độc. Anh hại tôi như vậy vốn còn chưa đủ, giờ lại bày trò hại bạn nữa sao? Ai hại ai? Chuyện đã rõ như ban ngày, cô không cần phải mua mỏ mua môi. Tôi đã nghi trong bụng từ lâu lắm rồi, đến giờ này mới bắt được tận tay. Hiếu, mày đúng là một thằng tiểu nhân bỉ ổi. Thật ra mày muốn giở trò gì đây? Hả? Câu hỏi đó đúng ra thì mày phải để tao hỏi mày mới đúng chứ. Mày... Thôi, mấy người đừng nói nữa. Tôi đã nghe đủ rồi. Thảo à, em hãy nghe anh giải thích đi Thảo à. Thôi thôi anh im đi. Anh còn gì để nói nữa đây, khi trước mặt tôi đã hiện ra những trò võ trắng ông bướm. Thành giết tôi đi để cho hồn được nhẹ nhàng em ơi. Còn hơn là cứ giết
dòng đau thương của tuổi thơ nhân tình. Không cần phải sống sót, từ nay tên tôi sẽ không còn trong anh nữa. Kỷ niệm ngày xưa hãy cho vào quá khứ, anh cứ dễ tìm định hướng của mình đi. Trời ơi, Thảo ơi, tại sao em không nghe và không tin anh vậy chứ? Ít ra thì em cũng phải cho anh có một lời để lý giải chứ. Tôi không nghe, tôi không tin gì cả. Cô Thảo ơi, thật ra thì cô đã hiểu lầm rồi. Anh Bình là người tốt, anh ấy không có lỗi. Trong một mối tình vụng trộm, nếu nó không có lỗi thì người có lỗi là cô chứ gì. Đồ lăng loàn trắc nết. Anh em đi, anh cũng có quyền nhục mạ tôi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cô. Bởi tôi quên giữa chúng ta đâu có ai là gì của ai đâu. Người tình của cô đang đứng kia kìa. Thằng điểu cắn mày. Sao? Bộ mày tính dùng vũ lực với tao đó. Nên nhớ rằng quân tử chỉ dùng miệng chứ không có dùng tay chân đâu nha. Trời chết. Ôi da, ôi da. Ông già, tại sao ông cắn tôi chứ? Thì mày mới nói đó, người quân tử phải dùng miệng chứ không dùng tay. Thì tao dùng miệng để cắn mày, chứ tao đâu có dùng tay để cắn. Ông già, ông... Sao hả mày, cái thằng ché đỏ? Sao ông dám chửi tôi chứ? Chưa chửi à. Ché đỏ là chưa phải chửi à. Nếu muốn chửi thì phải như vậy nè. Ê, cái thằng chó đẻ, trâu xanh, bò đá. Ông già, ông muốn ăn đòn phải không? Ê, quân tử chỉ dùng miệng chứ không dùng tay nha mày. Ông... Nhưng ông nên nhớ, đây không phải là chuyện của ông. Chuyện xảy ra trong nhà tao thì tao phải có phần chứ. Thảo à, cháu không muốn nghe ai nói, nhưng mà chú nói chắc được chứ hả Thảo? Cháu cũng không muốn nghe, không muốn nghe ai nói cả. Thảo, Thảo. Cô Thảo, Thảo ơi, chờ tôi với. Đứng lại mày. Mày không được rượt theo, vì đó không phải là chuyện của mày. Ông già, ông còn muốn gì nữa đây? Tao muốn dùng miệng để cắn mày. À không, để nói chuyện với mày. Nhưng giữa tôi và ông đâu có gì để nói. Có chứ mày. Còn 3 tháng tiền nhà, 4 tháng tiền cơm và 14.700 đồng mày thiếu tao hơn 3 năm rồi chưa trả. Ừ, sao trước kia ông bảo là cho rồi bây giờ ông lại đòi? Tao cho là cho kẻ đàng hoàng, còn kẻ bần tiện thì một xu tao cũng đòi nữa. Thôi, bỏ đi trước. Nếu cần để cháu trả cho mà. Ai trả kỳ vậy? Không được đâu, đâu có bỏ được. Muốn đòi nó chứ không phải đòi cháu đâu. Được, nếu ông đòi thì tôi trả. Trả phải không? Được. Nếu vậy thì mày hãy trả hết đi. Trả hết đi những thứ nợ đời mà mày đã vui trong nhân thế, của kẻ đã từng bưng bê lê thắng khổ nhọc, chẳng ngại sớm trưa nắng mưa dầu dài, chạy bãi lo ba để dành hết tâm tư ý nguyện cho mày.
ơn tở như non như sông nước biển đầy, thân xác héo gầy như cây khô củi lá, như con cá kèo lỏng tỏng leo teo. Để lo cho mày từng bữa con chắc thịt heo, những trái dưa leo từng huyết băng treo từng đồng phun giáng. Vậy mà khi sang mày quay lưng cái rẹt, mày quét mỏ thật nhanh hơn là mấy con gà. Sao? Ông nói đủ chưa? Ừ? Tao cảm thấy chưa đủ. Thôi đi chú ạ, à, có nói nhiều cũng vậy thôi. Khi mà lời nói của mình người ta đã xem như là vô bổ. Tốt, sống mà biết thức thời như vậy là tốt lắm đó. Cuốc đi sợ khanh. Được, tôi cũng không có thời gian để đứng đây mà nghe các người triết lý. Thời buổi bây giờ lý lẽ nhiều là cổ lỗ lắm chú ba. Nếu không còn gì để nói thì tôi xin bái bai nha. Mày có đi xe lửa cũng chết nữa chứ đừng nói là máy bay. Đồ cái thằng trời đánh. Thôi bỏ đi mà chú ba. Tao tức quá mà. Cha nó sinh, mẹ nó đẻ mà không biết dạy thì tao phải dạy nó chứ. Tao nói thật nha, cái thứ này thì mày. Ê trời, nó chưa trả tiền tao phải đi rồi. Ê khốn nạn, trả về đây mau. Trả nợ tao, trả nợ tao. Đúng là tình đời bạc trắng như vôi mà. Người ta đã đổi thay rồi. Trời ơi là trời, ông có thấy cuộc đời của tôi sống quá đôi vũ vàng cay đắng không? Người mà tôi đặt đón lòng mình, thế nhưng họ nỡ đặt phụ bạc mỗi giấc. Mối tình ta hay thơ rồi, chỉ còn lời chăm trôi hương đồng đường trên ngôi đắng cây thêm người ơi. Sáng chiều trong đêm chân ngồi anh về mà bối rối, mơ màng nhìn tận xa xôi. Cũng xin em hãy lắng nghe bao lời phân dài. Anh chẳng đơn sai để làm nát tan những chuỗi ngày thơ mộng của đôi mình. Dẫu có ra sao anh vẫn mãi chung tình. Thì Thảo ơi em đừng đọa đài thân mình như thế, nếu như cô bề gì thì anh khổ biết bao nhiêu. Tôi đã sợ lắm rồi những lời mật ngọt chua chát, những lời yêu thương từ miệng người già dối. Khi trước mặt tôi đã hiện ra những việc làm tội lỗi mà do chính anh là ơi. Tại sao em không tin anh vậy Thảo? Anh bảo tôi tin anh sao? Hơn 2 năm nay cũng vì tin anh mà giờ này tôi mới khổ như vậy nè. Thế thì anh bảo tôi phải còn tin anh đến bao giờ nữa đây? Thảo ơi, em sai quá rồi. Trước mặt tôi anh buông tôi ra. Thảo, anh biết, anh biết trong tình yêu dù chỉ một lần sai phạm làm ra thì đến lúc chết đi cũng không sao tìm lại
năng tự xét lại mình là không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm. Nên với tình yêu em tấm lòng anh tin khiết, sự việc hôm nay rồi có ngày phơi bài đen trắng, em nên định tâm mà suy nghĩ càng nghĩ cùng. Đừng để một chút sai lầm mà muốn thở khổ đau, tất cả sẽ xuống tan bởi do vội vàng quyết định. Anh chỉ cầu xin nơi trời lời phán đoán, duyên mất hay còn là do ở ông Tơ. Ông Tơ bà Nguyệt họ chỉ là người đưa đẩy tơ duyên, cuộc bệnh chặt hay không một phần do lòng người quyết định. Nhưng chữ chung tình trong lòng anh vẫn giữ mà. Vậy thì anh nói đi, anh giải thích thế nào về sự việc diễn ra hôm trước, anh nói đi. Thật ra thì em đã hiểu lầm rồi Thảo ơi. Sự việc xảy ra hôm đó là điều ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh vô tội. Còn Trinh, Trinh là một cô gái rất đáng thương, em biết không? Phải. Trinh là một cô gái rất đáng thương, cũng vì cái đáng thương đó mà mày đã nỡ đang tâm dứt bỏ đi mối tình cao đẹp của người con gái thanh xuân, một lòng một dạ yêu thương. Và tình bạn lâu nay cùng nghề chung trường cùng chung lớp học, vậy mà người yêu tao mày lại dùng thủ đoạn cướp đi. Hiếu, mày thật quá đê hèn và gian xảo mưu mô. Đúng là tao đã lầm vào cái kẻ vô lương. Những chuyện bấy lâu tao tin chắc do mày hoàn toàn sắp mi đặt. Nhưng ở đời kẻ gian hoa chẳng tồn tại lâu đâu. Đúng, mày nói đúng. Ở đời mà những kẻ gian ngoa thì không có tồn tại đâu, mà nhất là những thằng lừa tình phản bạn như mày đó. Chơi bạn mà muốn đoạt người yêu của bạn thì mày cũng biết là hạng người đó là hạng người nào rồi chứ. Hiểu à, tao không biết lương tâm mày có dày dò hay không khi mở miệng nói những câu này, nhưng tao cũng không cần nói nhiều với kẻ không có trái tim. Tao sẽ chống mắt chờ xem mày sẽ tồn tại đến khi nào. Thảo, anh đưa em về. Đi em, Thảo. Buông tôi ra, anh buông tôi ra. Tôi không về đâu cả, mà tôi sẽ tiếp tục uống nữa, uống để quên đi tất cả. Thảo à, khó khăn lắm em mới bỏ được rượu chè chơi bời trác táng, thì tại sao hôm nay em thâm nhập môi trường này trở lại chứ? Phải, trước khi vì yêu anh mà tôi đã bỏ qua tất cả những thú vui cá tính của mỗi con người. Tôi đã vì anh mà bỏ được, thì hôm nay cũng vì anh mà tôi tìm lại được. Nhưng Thảo ơi, anh khuyên em. Không cần nói nữa, anh về đi. Nhưng anh lo. Tôi không cần anh lo, anh về đi, anh cứ mặc tôi. Thôi, về đi ông bạn à. Về mà hưởng tất cả những cái gì mình có đi. Còn ở đây là chỗ của những kẻ bị phụ tình. Thôi được, anh về. Nhưng em hãy bảo trọng lấy thân mình và đề phòng mẻ lưới mà kẻ xấu sắp giăng ra. Mong rằng thời gian sẽ trả lời về lòng thành thật của anh. Tôi đã bảo anh về đi mà, tôi không muốn nghe lời nào của anh nữa cả. Anh đi đi. Thảo, hắn đã về rồi, em đừng bận tâm nữa. Anh Bình, anh đã về thật rồi sao? Kìa Thảo, bộ em còn luyến tiếc lắm hay sao? Chứ không luyến tiếc làm sao được. Tình yêu như một chuỗi ngày dài gầy chững, thế mà chỉ trong phút chốc lại thoảng bay theo mây khói. Nghe em nói mà anh càng thêm tức cho lòng người phản bội. Trong khi em vẫn chặt giả vẹn lòng, thì mình lại là một người đen bạc đổi thay. Mà chỉ riêng em thôi hay sao? Anh cũng là người cùng chung số phận đây nè. Anh nói thật đấy, anh yêu Trinh thì không có gì sánh nổi. Vậy mà trời ơi là trời,
Tại sao Trinh lại nỡ phụ anh như vậy chứ? Thôi Hiếu à, đừng xúc động như vậy anh. Em cứ mặc anh đi. Anh muốn la lên cho cả thế giới này biết rằng anh là một người chung thủy, nhưng có ai hiểu cho lòng dạ của anh đâu chứ. Thôi, em hiểu. Em hiểu anh mà. Thảo, em thật sự hiểu anh sao? Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần một mình em hiểu anh là được rồi. Thôi, bây giờ chúng ta đi. Đi, nhưng đi đâu? Thì chúng ta sẽ đi tìm lãng quên trong men rượu đắng. Chỉ có thế mới là cách giúp cho mình chơi cạn tâm tư. Chuyện thế nhân như thế đổi dời, bởi người ra sầu thường mượn rượu giải khuây. Men tuy đắng nhưng nó rất hay. Em đang cần say để cho lắng sầu trong dạ, chứ tình thêm buồn trong đầu cứ nghĩ mong lung. Hai chúng ta chung số phận vì bạc tình, cùng ngồi chung một thuyền sang sông. Thế thì cứ sai cho quên tháng lần ngày. Được, muốn sai thì cứ sai. Thảo, vậy thì ta đi nghe em. Đi thì đi chứ, và lại em cũng thấy chưa đủ đồ trong người nữa đó. Vậy thì uống tiếp cho nó đủ. Đi. Nhất định không sai không về đó. Đúng vậy, không sai không về. Anh đưa tôi đi đâu đây? Tôi còn muốn uống nữa mà. Tôi còn muốn uống nữa. Được, được rồi. Vào đây nằm nghỉ một chút đi cưng, rồi mình sẽ uống tiếp. Nè, nằm đây nghe cưng. Nằm đây nghe. Ừ, không. Tôi muốn uống tiếp. Muốn uống nữa mà. Thảo à, Thảo, Thảo dậy đi, mình uống nữa nè Thảo. Thảo à, Thảo. Thế là xong. Đẹp như vậy mà rơi vào vai thằng khốn đó. Em phải là của anh. Xin lỗi, đêm qua vì trong men rượu nên anh đã không kiềm chế được mình. Giả lại anh yêu em thật mà Thảo. Thảo, anh yêu anh em mà. Anh đi. Mở miệng ra anh nói những câu này mà anh nghe được hay sao? Anh biết mình làm như thế là không đúng, nhưng anh thật lòng yêu em mà Thảo. Nếu em không tin thì anh có thể thề cho em tin mà. Nhưng tôi không yêu anh. Tôi không hề yêu anh. Anh có biết không? Anh nói thật mà. Mà trong trái tim tôi đã ăn sâu bông của mình, đến trọn đời vẫn không phai và không dời đổi thất lòng. Tôi đã nguyện thề cùng với cao xanh sẽ đến trọn kiếp thiên thu. Nhưng người ta đã phụ em rồi, tôi giả gì mà phải thủy chung. Còn anh sẽ bên em cho đến trọn đời, thề vẹn lòng chẳng chung đổi thay. Nguyện làm cung dưới trương nữ hoàng, hầu hạ người suốt tâu ca.
cảnh của tình yêu thì không thể trách người có manh tâm thủ đoạn. Vì nó là một mãnh lực vô song, có thể gánh gồng cả thành trì giáng mã, và cũng xô ngã được biên cương của vua Sở Tan Tành. Người ta có thể chết đi để cho tình yêu mãi được trường thành, còn đối với anh dù có tranh giành bằng thủ đoạn hoặc tiêu lọt gian xảo điêu ngoa, nhưng tất cả cũng vì một định hướng mà thôi, đó là muốn yêu và được yêu trọn vẹn. Lời thật anh phân từ đáy lòng sâu tận, thì Thảo ơi em nên thấu hiểu điều này. Tôi không biết lời anh nói là giả hay thật, nhưng nó không sao lay chuyển được tim tôi. Còn trong chuyện này, anh có mơ mơ xảo nguyệt hay không, đó là do lương tâm của anh biết. Dù hôm nay anh đã chém của tôi cái quý báu nhất trong đời, nhưng tôi cho anh biết, tôi sẽ hận anh, và suốt cả đời này anh sẽ không bao giờ chém trọn vẹn được tôi đâu. Thảo, Thảo ơi, đừng bỏ anh đi mà em. Thảo, anh yêu em thật sự mà Thảo. Thảo ơi, anh yêu em thì một, nhưng anh yêu cái gia tài của em thì tới 10 lần Thảo à. Để coi em có thoát được anh hay không cho biết. Ủa, anh Bình mới về đó hả? Anh mới về, còn em đang làm gì đó? Em đang nấu cơm giùm anh và chú ba nè. Bộ hôm nay không đi bán sao mà ở nhà nấu cơm giùm cho anh vậy? Hôm nay hết sớm, về nhà thấy cơm nước chưa có ai nấu, cho nên sẵn tay em nấu luôn vậy mà. Ủa, còn chú ba? Chú ba đi đâu mà giờ này chưa về? Em cũng không biết nữa, nhưng mà có lẽ chú ba sang xóm bên á để đánh cờ tướng rồi chứ gì. Nếu tình trạng này kéo dài thì cực cho em biết mấy. Anh Bình à, có cực nhọc gì đâu mà anh nói vậy chứ. Đây là một công việc hết sức nhẹ nhàng của người phụ nữ đảm đang. Chuyện nhà nè, nếu được như thế thì còn gì quý hơn, nhưng anh chỉ sợ phiền đến em nhiều. Buôn bán cực khổ cả ngày, giờ lại thêm chuyện nhà cơm nước. Em tự lượng sức mình nên anh không cần lo lắng. Con nhỏ này à, nói nghe hữu lý quá à. Chú ba, đã già rồi mà tối ngày cứ giặt vũ nấu cơm, thật đối với tao chẳng chút công bình. Bình à, tao đã nuôi mày từ khi mới thôi sữa mẹ, giờ thì đã thành ra, bây giờ phải lo tính chuyện vợ con để gánh vác hai chú chuyện nhà. Chú thương nói thế đã đành, nhưng việc này cháu chưa nghĩ đến. Vậy đợi đến bao giờ thì mày mới bắt đầu nghĩ tới? Nè,
đừng nói với tao là mày vẫn trông chờ con Thao. Không có đâu chú à, chuyện đó thì cả năm nay cháu không còn gặp mặt người ta. Trước kia thì tình bạn lâu ngày riết rồi bắt sang chuyện tình yêu, nhưng từ lúc xảy ra chuyện tới nay cháu buộc phải suy nghĩ lại thân phận của mình. Bởi vì người ta là con nhà quý phái, có đèo bồng thì cũng không được gì. Tốt, biết suy nghĩ như thế thì tốt. Đời thường có câu nồi nào úp dung nấy, nhưng nghèo thì nghèo cũng phải tính chuyện vợ con chứ. Cho mày tính nó vậy suốt đời sao? Chuyện mày và con Thảo xảy ra tính là cũng mừng năm rồi. Dân, cháu biết, nhưng cháu vừa mới ra trường ngành dược thì chú biết đó, còn phải qua một giai đoạn thực tập rất lâu, nên thật tình là cháu chưa dám nghĩ đến chuyện đó chú à. Mày không dám nghĩ hả? Để tao nghĩ giùm mày. Còn mày không dám tính á, để tao tính thay cho. Chú nói vậy là sao hả chú? Thì tao sẽ cưới vợ cho mày. Bỏ không có tiền rồi chết hết hay sao? Mày sao? Trời xanh voi xanh cỏ mà mày. Con người ta bây giờ ở chỗ trước sau nó có cái câu đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Thôi chú Ba và anh Bình ở đây nói chuyện nghe, cháu vào trong coi nồi cơm à. Lẹ lẹ nha, tao đói rồi đó. Ê Bình, theo mày thì con Trinh thế nào? Chú hỏi cháu chuyện đó để làm gì? Thì tao hỏi cái việc trả lời đi. Dạ, theo cháu thì anh của Trinh diệu hiền ít na, đảm đang luôn cả chuyện trong nhà. Dù Trinh đã mồ côi từ thuở nhỏ và hiện giờ vẫn còn khó khăn, nhưng không hề quán trách kêu than. Đức tin này thật khó tìm mày ra. Ý của mày chẳng khác ý tao. Tân con Trinh đã khiêu tao có cảm tình, mày nên tìm cơ hội ngỏ lời yêu thương. Chú Ba, chú nói vậy chẳng lẽ là... Còn chẳng với lẽ gì nữa. Tao nói thật nghe, người như con Trinh á, dù cho ban ngày mà mày có đốt đốt đi tìm cũng chưa chắc đã ra. Tao thấy mày với nó cũng được lắm đó chứ. Chú Ba ơi, nhưng Trinh... Tao biết, tao biết mày muốn nói đến dĩ vãng của nó chứ gì. Đời con người ta thì đố ai mà không có dĩ vãng. Nhưng chỉ khác ở chỗ là dĩ vãng nó tốt hay là xấu mà thôi. Nhưng mày nên nghĩ lại đi, dĩ vãng của con Trinh đáng thương hơn là đáng trách. Cháu không phải nói chuyện đó, ý cháu muốn nói là... À, hay là mày ngại thằng Hiếu? Cái thằng khốn đó thì mày khỏi lo nó trở lại. Cũng như con Thảo, cả năm nay rồi, có đứa nào chịu gặp mặt tụi bay không? Thôi Bình, chú thấy được rồi đó con, đừng nên kén chọn nữa. Con ơi, già kén chẹn hôm đó con ơi, gần 30 tuổi đầu chứ nhỏ nhất thì sao? Chú Ba ơi, sao chú nói mà chú không cho con nói gì hết trơn vậy? Rồi tao nói rồi đó, mày muốn nói gì nói đi. Ý cháu không phải so đo đẹp xấu, càng không nghĩ gì dĩ vãng đã qua, nhưng cháu chỉ ngại là... Vậy mày ngại cái gì? Biết người ta có chịu mình không chứ. À, thì ra là vậy. Nhưng mày không chịu nói ra thì làm sao biết người ta chịu hay không chịu? Cháu làm sao dám nói? Được, nếu mày không dám nói thì để tao nói giùm cho. Tao sao hỏi nó. Chú Ba, không cần hỏi đâu chú Ba. Cháu sẽ không nhận đâu. Hay nói đúng hơn là Cháu không xứng đáng. Trinh à, sao cháu? Ồ mà thôi, đây không phải là chuyện của tao. Đứa nào thì cũng lớn hết rồi, tự mình quyết định đi. Cha ở đời theo tao thì nó có 4 cái ngu: làm mai, hỏi nợ, gác cu, cầm chầu. Thôi tao vô tao ăn cơm trước rồi nghe. Trinh à, anh xin lỗi vì đã... Anh có lỗi gì đâu mà nói lời xin lỗi. Mỗi con người đều có quyền mơ mộng và yêu. Nhưng đối với em thì... Trinh à, nhưng lý do gì đã làm cho em bi quan như vậy chứ? Đừng nói yêu nhau nếu ta chưa thật lòng. Lời nói trên môi chỉ gieo thêm hận sâu. Dù
từng ngày chung bước mà lòng không chung hướng thân tình đến hết. Đừng nói không yêu nếu không quên ngày đầu, ngày đó quen nhau vẫn vương chưa nhạt nhòa. Sinh ra đều sẵn dành cho số kiếp, dù cái khổ cô đeo mang nhưng tâm can cũng phải được phần thanh thản cho mình. Đừng mặc cảm bản thân rồi tự ghép tội tình, thế giới loài người thì đời mình ngày mai sẽ ra sao, thì cái ngọt ngào của hương vị tình yêu tất cả con người họ phải đều được hưởng, nên nuôi dưỡng trưởng thành cái đẹp của màu xanh, chớ đừng để sầu thương còn ở trong tâm. Động viên an ủi, nhưng theo em thì tình cảm của chúng mình như vậy là đã đẹp lắm rồi, đừng đến bước xa hơn nữa. Em e rằng Trinh à, hay là em còn mặc cảm về dĩ vãng đã qua. Thực ra thì em hãy sống cho hôm nay và tương lai sắp tới, điều cần nhất của chúng ta là sự trong sáng của tâm hồn. Anh biết những lời vừa nói xa đôi với em nó hết sức ngỡ ngàng, nhưng thà bàng hoàng phút giây rồi trở về thực tại để ta bắt đầu làm lại từ đây, để cùng đắp xây một thiên đường tình ái với những tháng ngày tươi đẹp của ban mai. Hãy quên bao đắng cay đón chào mùa xuân trở lại thiên đường chỉ gần trong gang tấc, nhưng mà em nhìn thấy sao quá xa vời thấm thẳm tận trời mây. Những lời anh nói đây bằng đáy lòng, bằng thành ý, thì Trinh ơi, em đừng để trái tim này phải băng giá vì yêu. Bình ơi, sống làm người thì ai không thiết tha mơ mộng, ai không khát vọng hương yêu và chắc chiêu thành giang kỳ. Nhưng em tự xét suy hướng đi mình sắp tới, có bền vững được không hay chỉ thoáng qua rồi rã tan như áng mây trời, rồi tiếp tục chiều lại đến. Gió buồn không tên đà lót nền đi trước thì bước đường sau là hạnh phúc của riêng mình. Anh Bình, em biết nói gì để diễn tả nỗi mừng vui, ôi đời ngược xuôi cũng đến hồi tươi đẹp. Cười quên đau khổ ngày qua.
Đó, anh nói nhưng em đâu có chịu tin. Bây giờ thì thật sự hiện ra trước mắt rồi đó. Em cứ tới đó mà xem người ta đang tưng bừng ngày đến ướt kia kìa. Trời ơi, có lẽ nào là như thế được hay sao? Thảo, quá rõ ràng rồi Thảo. Trời ơi, vậy mà một năm qua tôi cứ trông cho vết thương lòng lắng lại, nhưng tôi đâu có ngờ lại phũ phàng như thế. Âm mỉ đêm lơ, người ta quay lưng ngoảnh mặt thật rồi, kẻ ương sầu lại chính là tôi. Thảo, đừng buồn nữa em, dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Bỏ đi em, có đáng gì đâu mà em lại bận tâm đến thế. Trong khi bên em còn có một kẻ si tình đang sẵn sàng quỳ dưới chân em đây nè. Anh muốn nói đến anh đó? Đúng, là anh đây. Là một người yêu em thật lòng thật dạ mà Thảo. Tôi cho anh biết, dù tôi có mất bệnh đi nữa, nhưng anh cũng không thể nào thế vào ngôi vị đó được đâu. Thảo, nhưng anh thật tâm mà Thảo. Tôi nhắc lại một lần nữa, dù anh có đeo đuổi tôi 5 năm hoặc 10 năm nữa cũng không mềm lòng tôi được đâu. Tốt nhất thì anh nên dẹp bỏ ý định đó đi, đừng hoài công nữa. Thảo, Thảo đừng bỏ anh mà Thảo. Thảo, Thảo. Là về đi thôi, tình đơn côi ví như tình xù. Anh Long, tôi khổ quá anh Long à. Cậu, bộ cậu khổ thiệt hả cậu? Tôi khổ thật đó anh. Đứt ruột, đứt gan không cậu? Chắc còn tệ hơn nữa. Nếu vậy thì đi trung tâm chỉnh hình lại đi cậu. Ờ, hả? Tới đó anh chị? Tới đó cho nó kiểm tra lại cái bộ đồ lòng của cậu. Chứ để lâu ngày bị ung thư là mệt lắm à cậu à. Thôi đi, anh nói chuyện gì đâu đâu không à. Tôi nói cậu hoài à, bỏ đi. Cứ tới hoài không có kết quả đâu. Tôi nói cậu đừng buồn nha. Cứ mỗi lần mở cửa cho cậu vào hả? Là mỗi lần tôi đều bị chửi đó. Anh Long, anh nói thiệt hả? Chứ tôi nói dốc cậu làm cái gì? Nếu như mà không có nhận cái khoản tiền của cậu đó thì chuyện này tôi xù lâu rồi cậu à. Nhưng mà kể từ bữa nay á là bữa chót đó nghe cậu. Bộ giận tôi hả anh Long? Không phải giận, nhưng mà từ đây sắp tới không biết giờ nào ông bà tôi về nước, nhưng bảo để bất ngờ điện thoại về đây căn dặn báo tôi là không được nói ra, nên tôi chỉ sợ bất ngờ họ về gặp thì sẽ dày là lúc đó thì chết già luôn nha cậu. Anh Long à, nói vậy hai bác sắp về nước hả anh Long? Chẳng những ông bà về mà còn có cả cô hai nữa. Mấy năm qua cô ấy đi du học ở Pháp á, nên ông bà sang bên ấy du lịch á, và thăm con luôn. Nay họ cùng về nên muốn dành cái sự bất ngờ cho cô ba đó chứ. Vậy Thảo chưa hề biết chuyện này sao anh? Làm sao mà biết, mà chỉ có tôi thôi. Thôi, vậy tôi về nghe anh Long. Nè, cậu làm cái gì mà như là ma đuổi vậy? Tôi có chuyện cần phải làm gấp. Thôi, tôi về nghe. Trời đất thánh thần ơi, cái cha này làm cái gì mà khó hiểu quá vậy trời. Nhiều khi tôi thấy cũng tội. Cả năm trời bỏ công đeo đuổi cô Thảo, nhưng mà cuối cùng thì cũng như là không à. Chẳng lẽ có tiền mà không lấy thì uổng. Chứ tôi nói thiệt nha, nhiều khi nhìn cái mặt của thằng này tôi thấy nó điểu ơi là điểu làm sao đâu á. Trời đất ơi, không lẽ mới đây mà trở lại sao trời. Rồi, ra ngay. Ủa kìa, ông bà mới về. Nè,
phụ xách đồ cho bà mày kìa. Dạ thưa bà, đưa đây cho con. Bà khỏe không bà? Ủa, cô hai đâu rồi bà? Thôi, vào nhà đi rồi hả nói. Dạ, dạ mời ông bà. Ông bà mua sắm gì mà nặng quá trời quá đất vậy? Ừ, một ít đồ để mang về làm quà thôi. À nè Long à, cô ba mày đâu rồi? Dạ mới lên lầu à. Dạ mời ông bà dùng nước. Ừ, để đó đi. Sao rồi, ở nhà có chăm sóc cho cô mày kỹ không vậy? Dạ chuyện đó thì ông bà khỏi phải lo chi, con rất chu đáo lo toan mọi điều. Sáng lo, tối cũng lo, miếng ăn giấc ngủ, chị Ly chẳng thiếu gì. Thế thì đáng được hưởng phần lương kỳ này bà sẽ lên cho. Trong túi sách cho ông mua mấy bộ đồ đó, cứ việc lấy mà thay đổi. Dạ cảm ơn ông bà đã để ý quan tâm. Bây giờ con thu dọn vào trong. Nè nè nè, nhớ gọi cô ba xuống cho bà nha. Dạ, dạ con đi liền. Nè, nhớ là nói với cô ba là có khách, chứ đừng nói ông bà về nghe chưa. Dạ. Cái ông này sao bài vẽ đủ điều à. Về thì báo cho con nó mừng, bày đặt giấu giếm làm gì không biết nữa. Tại bà không biết, chứ sự bất ngờ thì mới hay hơn không. Dạ xin lỗi. Ủa ba. Ba. Ba má mới về. Ba. Giữ hồn à. Cha mày cứ ôm má nó mà nó hung. Còn cha của mày mày bỏ phải không? Đáng lý thì con hôn ba thật là nhiều, nhưng con không hôn mà con ghét ba. Sao vậy? Sao lại con ghét ba chứ? Có phải là tại vì ba đây giấu con, không cho biết trước khi ba về đây? Ba, con thử lòng con đi. Bởi vì ba đây muốn xem con gái mình ra sao. Mấy tháng trời cách xa, ông đã thấy yên tâm rồi chưa? Cứ bảo để bất ngờ. Tôi đã yên tâm lắm rồi, khi thấy con tôi vẫn đẹp và vui vẻ. Nhưng Thảo nè. Dạ. Con hơi ốm đó nghe. Tại con nhớ ba má đó. Má cũng nhớ con vậy. Từ nhỏ con không đi máy bay được nên ba má mới để con ở nhà. Chứ mấy năm trời xa con, má không yên dạ chút nào cả. Không sao đâu mà má, dù sao thì con cũng đã lớn rồi mà. À, con quên hỏi, chị hai con có khỏe không vậy má? Chà, nãy giờ mới nghe nó hỏi tới chị hai của nó đó. Ba cho con biết, kỳ này chị hai con cũng có về nữa đó con. À, chị hai con về. Chị... mà thôi đi, ba gạt con, vậy chị hai của con đâu? Ba con không gạt con đâu, chị hai con còn ở lại làm một ít thủ tục giấy tờ rồi sẽ về sau mà. Sao? Có chịu tin chưa cô nương? Vậy thì con tin. Thôi, đưa má con vào trong cho bà nghỉ chút đi. Ba cũng phải vào để sửa soạn quà, để tặng bạn bè nữa chứ. Ba, vậy con có quà không ba? Có chứ. Phần của con thì má con lo. Thôi con đưa má con đi đi. Dạ đi má. Thảo ơi, Thảo, chị về rồi nè. Thảo ơi. Anh ơi. Anh à. Anh. Dạ cô gọi tôi hả? Chứ anh nhắm coi, ở đây tôi gọi ai? Tôi xin lỗi, cũng tại tôi. Nè, anh bình tĩnh lại đi. Làm gì mà như bị ai hốt phồn vậy? Anh nghe tôi hỏi nè, anh là ai và muốn gặp ai ở nơi này? Hãy nói rằng tôi nghe. Sao đứng ngơ ngác như mất hồn vậy à? Trong khi hai ta chưa hề quen. Không có gì đâu cô à, cô không có gì khó coi cả. Thế thì ta...
đầu tiên đã khiến tôi bất ngờ quá đi. Nhưng mà chuyện gì đã khiến anh ngỡ ngàng như thế? Vì hết sức bàng hoàng thật chứ. Tôi không hề gian dối nửa lời. Nếu được làm bạn với cô thì tôi nghĩ đây là phúc lớn lắm đó. Tôi thật không ngờ thanh niên bây giờ lại có một lối tán gái tốc độ và siêu phàm đến vậy. Dạ, cô quá khen đó thôi. Không cần khách sáo. Tôi là Hương, là trưởng nữ của một nhà doanh nghiệp có tầm cỡ từ ngoài nước cho đến thị trường trong nước. Ủa, sao anh lại biết rành về tôi thế? Biết chứ, tôi còn biết cô đi du học ở nước ngoài và hôm nay là ngày đầu cô về nước nữa kìa. Hay, hay lắm. Chẳng những là một nhà văn mà lại là thám tử tư nữa chứ. Nè, nhưng anh cho tôi biết tin tức này anh moi từ đâu ra, trong khi mọi việc chúng tôi đều giấu kín. Nếu cô đã cho tôi là thám tử thì tin tức này moi ở đâu ra đương nhiên là tôi không tiết lộ rồi. Mà cô chỉ cần biết, trong cái buổi đầu tiên gặp gỡ, đóa hoa này xin tặng cho cô. Nhưng lý do chi lại tặng hoa hồng, trong khi mình chưa biết chưa quen? Nè, trước là sao quen, chuyện thương tình mà thôi, xin cô hãy nhẫn dung, đừng phụ lòng của tôi. Được, phải nhận thôi à. Nhưng anh chưa giới thiệu tên mình, quan hệ thế nào với lại chúng tôi? Mình yêu là tên, còn thân thì không thân. Tôi với Thảo là bạn bè, nhưng chỉ bình thường thôi. Thế sao? Nè, anh quen với em tôi lâu chưa vậy? Cũng mới đây thôi. Trong một trường hợp tình cờ nên tôi quen Thảo. À, cô mới về chắc là mệt lắm, cần phải nghỉ ngơi. Tôi không dám làm phiền cô nữa. Nè, nhưng Sài Gòn bây giờ đổi mới nhiều lắm. Nếu cô cần tham quan thì tôi xin tình nguyện làm người hướng dẫn. Có làm phiền anh lắm không? Được phục vụ người đẹp như cô thì tôi nguyện hết sức mình mà. Vậy thì tôi không khách sáo đâu à. Thế thì tối nay 7 giờ ha, tôi sẽ đợi cô ở đầu ngõ, không gặp không về. Tôi nhất định mà. Chào cô. Chào anh. Ủa, sao anh ấy lại biết mình thích mà tặng hoa hồng cho mình chứ? À, hay là anh ấy thôi thôi thôi, mình lại nghĩ vu vơ nữa rồi đó. Có phải chị Hai đó không? À, chị Hai. Thảo em. Chị Hai. Thảo. Thảo nè, chị nhớ em quá đi à. Em có khác gì chị đâu. Để em coi. Chị Hai của em lúc này đẹp hẳn ra nha. Nhưng mà hơi tròn đó. Nè, em cũng có thua gì chị đâu. Đâu, xoay qua chị coi coi nè. Nhưng mà hơi ốm đó nghe. So với cuốn băng video mà ba mang qua hôm trước thì bây giờ em đây đã có phần xuống sắc hơn nhiều. Đang buồn phải không? Hãy mau nói để chị cùng sức chia. Chị so bánh đi trước giờ cũng thấy không bao giờ thay đổi. Hãy đơm đại đơm mò để mà bắt chẹt em mình mà thôi à. Chị lại trăn trở chuyện gì phải không?
phải không? Đồng ý là thế. Nhưng lần này thì... Thì chị đoán chắc chắn đúng. Thảo nè, em không giấu được chị đâu. Có chuyện gì em nói cho chị nghe đi. Chị hai, chị hai ơi, khi dân tân vào bước đường yêu thì ai không mong dáng điều tốt đẹp. Nhưng sức ép con tim đã đến hồi cạn kiệt thì sự mãnh liệt trao nhau khác gì đông trôi tan. Tình đến rồi đi trong giây phút ngỡ ngàng, chợt nghe thời gian ngừng hẳn lại, đất dưới chân mạnh như sập đổ. Giờ đã gian dở, có phải vậy không em? Dạ, dạ phải đó chị hai à. Tội nghiệp em chị quá, nhưng chàng trai nào mà lại vô tình quá vậy? Chị hai, có phải là em vô duyên hay xấu xí quá không chị hai? Thảo đừng nghĩ vậy mà em. Tuổi trẻ tình đầu thường khi bồng buộc, dại dột cá tính nên dễ dưng sai lầm. Đó là giai đoạn đi qua. Bước sau này mới dừng, em đừng ngại, cuộc đời sẽ không lỗi mà đi. Hãy cố kiên trì giữa cái khổ hôm nay, chỉ tin rằng ngày mai đường tương lai của em rạng rỡ. Lỡ như cầu duyên nhưng nhân quyền còn đó, thì lo ngay vì sự cô lẽ sầu bi. Đành rằng là vậy. Với em bây giờ thì có khói người đeo đuổi cầu xin, nhưng em cũng không làm sao quên được ảnh hình của thanh niên ấy. Hay nói đúng hơn là không ai bằng anh ấy, và cũng không ai thế được anh ấy ở trong trái tim em. Thôi được rồi, nghe em nói thì chị cũng tưởng tượng được con người đó có sức thu hút phái nữ đến giường nào rồi. Em à, chị sẽ cố gắng giúp em. Nè, nhưng em cũng cho chị biết, trong phần này em và cậu ta ai là người có lỗi mới được chứ? Cũng có thể trong chuyện này em là người quá sức hồ đồ. Nhưng bây giờ ai có lỗi thì cũng đã muộn rồi chị hai à. Nhưng tại sao vậy Thảo? Vì thì ngày nay anh ấy đã sâu phận đến ước. Thảo, Thảo à, Thảo em chạy đi đâu vậy? Thảo, chờ chị với. Thảo ơi, đúng là một trạm đường tình hết sức gây go. Còn cái thằng công tử bột này, không biết nó đang giở trò gì đây nữa. Đeo đuổi cô em, nhưng mà tặng hoa thì tặng cho cô chị, còn mời đi chơi nữa chứ. Nó đang có ý đồ gì đây? Không được, chuyện này mình phải làm điệp viên 007 mới được. Mời cô ngồi. Dạ, dạ thưa cô, cô dùng gì? Theo tôi biết thì ở đây cô chỉ bán có một thứ bánh canh thôi chứ. Dạ đúng thưa cô, ở đây tôi chỉ bán có bánh canh thôi. Nhưng bánh canh thì có hai loại, bánh canh cua và bánh canh giò heo. Vậy tôi muốn hỏi cô là cô dùng cua hay giò heo? Nếu ăn cua thì phải bẩn tay, còn ăn giò thì tôi đang ngán mỡ. Nếu ăn bánh canh không thì còn gì là khẩu vị. Thế nên tôi
Dạ, nếu vậy thì tôi thành thật xin lỗi. Ở đây tôi không còn gì để phục vụ cô cả. Kìa cô, sao cô lại hấp bách như vậy chứ? Thôi được, tôi sẽ mua hết gánh bánh canh của cô. Chắc cô đồng ý chứ? Cô làm như vậy là ý gì chứ? Không có ý gì cả. Tôi muốn đền bù lại giờ mua bán của cô. Hay nói đúng hơn là tôi đang cần gặp cô. Nhưng tôi và cô chưa hề quen biết kia mà. Chuyện đó thì không cần gấp. Bây giờ tôi mời cô bước sang bên kia để ta trò chuyện tiện hơn. Mời cô? Không cần đâu. Bây giờ thì chuyện gì cô cứ nói đi. Thú thật á, thoáng nhìn cô thì không có gì hấp dẫn lắm. Nhưng qua ít phút trò chuyện, nhìn kỹ thì tôi thấy cô có nét dễ coi, lời lẽ thông minh, trí tuệ hơn người. Nhưng sao không nghĩ việc mình gây ra thật tá tệ quá đi. Tôi đã làm gì mà cô cho là tá tệ khi giữa chúng mình? Chưa quen chưa biết sao nặng lời thế kia. Cô thấy có quá đáng lắm không? Vậy tôi hỏi cô, có hiểu câu ô nhục khi giật giành người yêu của kẻ khác hay không? Cô nói ai? Giành giật với ai? Cô hãy nên nói rõ ra đi. Không cần tranh luận, chống già chỉ thêm mệt. Còn Thảo là em của tôi, chắc cô cũng biết được ai là người đê tiện. À, thì sao là vậy à? Tôi không đê tiện. Tôi không giành giật tình yêu của Thảo. Tôi và Bình đến với nhau bằng tình yêu và lòng tự nguyện kia mà. Tôi không phải dựa vào sự giàu có của mình mà miệt thị khinh khi cô. Nhưng cô cũng biết rằng máu chảy thì phải khiến ruột mềm. Nhìn thấy em tôi như vậy, phận làm chị thì tôi không thể nào dằn lòng cho được. Nhưng đối với Thảo, tôi không hề có lỗi mà. Cô chung chả với Bình, rồi bây giờ đã hình thành đính ước, thì cô giải thích thế nào đây? Cô biết em tôi nó đau khổ thế nào không? Trời ơi, nếu nói như vậy, chẳng lẽ Thảo... Phải, nó vẫn yêu Bình tha thiết. Trong một năm qua nó tự hành hạ bản thân mình, cứ ở mãi trong phòng, gần như là không muốn gặp ai. Nhưng kết quả cuối cùng lại đến với nó một cách phũ phàng như thế. Người mà nó yêu thương nhất trên đời lại quay thuyền để tấp sang bến khác. Trời ơi, sao một năm qua cô ta lại bạc vô âm tín? Cho đến nay, khi tôi đã thật sự yêu rồi, thì cô ấy lại trở về để gây ra điều khó xử cho tôi chứ. Cô Trinh à, đồng là phận gái với nhau, tôi mong rằng cô hãy hiểu và thông cảm cho em gái của tôi. Cô cứ coi như tôi xin cô đi mà. Kìa Trinh, cô làm gì vậy? Cô đứng lên đi mà. Tôi cô Trinh à, chẳng lẽ cô tôi sẽ xa mình. Cô Trinh, tôi cảm ơn cô. Tôi dù gì thì tôi cũng là kẻ đến sau. Nếu đã đến sau thì tôi không còn con đường nào khác để lựa chọn, phải không cô? Đồng là phận gái với nhau, tôi chỉ xin cô ở một điều thông cảm. Giả lại, trong hoàn cảnh của cô hiện giờ, tôi sợ là cô sẽ không lo nổi cho mình tới ngày rạng rỡ tương lai. Thôi thì hoa hèn hãy trở lại với đồng sâu. Loài cỏ dại chỉ được nằm bên lề cuộc sống. Ở kìa, cô Trinh, cô định đi đâu? Đi đâu? Tôi cũng chưa biết phải đi đâu. Nhưng từ nay, tình xưa tôi trả lại và không bao giờ gây phiền phức cho ai nữa đâu. Cô Trinh à, đây là 2,000 đô, mong rằng nó sẽ giúp được cô trong bước đầu của cuộc sống mới. Tôi tự rút lui khỏi cuộc tình tay ba này là vì tương lai của anh Bình.
là vì tôi tự xét lại bản thân mình không xứng đáng. Chứ tôi không mua bán tình yêu. Đây, đây là chiếc nhẫn mà mình đã trao tôi trong ngày đính ước. Tôi nhờ cô hãy trao trả giùm anh ấy và nhắn với anh ấy rằng cứ coi là tôi đã chết. Trinh ơi, Trinh! Cậu Bình! Cô có phải là người lúc nãy đã tìm Trinh không? Đúng, chính tôi. Thế cô là... Tôi là Hương, chị của Thảo. Vậy à, cô tìm Trinh có chuyện gì? Còn Trinh đâu? Trinh đâu rồi? Cô ấy đã đi rồi. Hả? Nhưng đi đâu? Cô ấy không nói là mình đi đâu, nhưng cô ấy chỉ nhắn lại rằng cậu đừng bao giờ tìm cô ấy và cứ xem như cô ấy đã chết rồi. Nhưng tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Trinh ơi, tại sao vậy em? Còn đây, đây là chiếc nhẫn quà đính ước cô ấy nhờ tôi trao trả lại cho cậu. Trinh ơi, tại sao ra đi mà không một lời từ giả? Trong khi với em anh có làm chi lầm lỗi? Anh vẫn yêu em. Em có hiểu cho anh không? Trinh! Trinh! Cậu Bình! Cậu Bình! Ơ kìa! Thảo! Em tới từ lúc nào? Em tới nãy giờ. Dạ, em đã nghe hết rồi chị ạ. Thảo à, đừng buồn nữa em. Chị tin rằng rồi sẽ có một ngày chị không cần an ủi em nữa. Tất cả cũng tại em. Tại em tất cả. Thảo, hạnh phúc trong tầm tay, nhưng em không biết giữ. Đến giờ này không hận khổ đâu. Có tiếc thương cũng là mộng mị chiêm bao. Cũng tại em. Tại em tất cả. Sự giàu sang đã khiến em ỷ lại. Em nghĩ cái đẹp sẽ làm cho bao người phải quỳ lạy giáng sinh. Nhưng đến giờ em mới hiểu, tiền tài vật chất và cái đẹp của bản thân mình không đánh đổi được tình yêu. Em đã bại. Em đã bại rồi chị hai ơi. Thảo, Thảo ơi, chờ chị với Thảo ơi. Thảo. Trời, em tôi. Hù. Làm gì mà người ta hết hồn à? Cho anh xin lỗi, đừng có giận anh nghe. Em giận anh rồi đó. Nè, em thử đoán xem anh mang đến vật gì để làm quà tặng cho em nè. Ai mà biết. Nhìn đây nè. Ý, hoa hồng. Phải, đóa hoa hồng để tặng người yêu. Em cảm ơn anh. Sao, hết giận anh chưa? Tha cho anh đó. Nhưng em hỏi nè, tại sao hoa hồng chỉ có 4 nhánh? Nó nói lên lòng thành ý của anh. Anh hãy nói rõ cho em hiểu được không? Nhất tưởng, nhì mơ, tam chờ, tứ cảm. Và 4 nhánh hoa hồng là 4 sứ giả của ái tình đã... Đã đại diện cho kẻ si tình, mang cả lòng chân thành để đến tặng cho em. Có thật không đó? Nếu không tin hả? Anh xin thề nè. Thôi, đừng có thề. Em tin anh mà. Nè, hôm nay anh định đưa em đi đâu đây? Bất cứ nơi đâu. Nè, nếu như em đã muốn, anh chẳng quan gì không. Miễn sao em vui lòng, dù nan thân cũng đành. Được mấy ngày đi anh, thề suốt đời mà thôi. Nhớ mà giữ lời đó nghe. Thôi, bây giờ anh chào em vào thay đồ cái đã. Chờ em đó nghe. Nè, nhanh nè nghe, anh đợi đó. Kìa, Thảo. Em... Anh định giở trò gì với chị tôi đây? Kìa, Thảo, sao em nói thế? Anh im đi, đồ bí ổi. Anh hại tôi sao nông nổi này? Bộ chưa giữ ý hay sao mà còn giở trò với chị tôi nữa chứ? Bộ yêu đương mà cũng giở trò nữa hay sao? Anh có trái tim yêu thật sự à?
anh đang yêu chị tôi hay đang yêu cái gia tài này? Anh, tôi cho anh biết, tôi sẽ không để cho anh đưa tung hoành dọc ngang. Kìa Thảo, chuyện gì mà nóng vậy? Tôi sẽ nói ra với mọi người cùng nghe rằng anh là một tên khốn, cơm mặc vô lương, chỉ biết vật chất mà thôi. Thảo à, sao với anh em dùng lời quá nặng? Anh đã làm gì sai trái với em lại bảo anh là thằng đủ mạng? Tôn bao công lao để mà đeo đuổi, nhưng em không ưng nên anh phải đổi đời. Anh là kẻ tiểu nhân đã tạo cảnh hại người. Thế thì anh đã làm gì? Anh đã làm gì à? Bộ anh không nhớ hay sao? Tôi cũng là nạn nhân do nơi anh sắp đặt tạo thành. Cách sau mình quá hồ đồ, đã tin lầm kẻ tan tận lương tâm. Nhưng anh đã làm gì chứ? Chẳng lẽ anh đã quên trong đêm đó anh đã... Nè, đừng nói, đừng nói là anh đã làm gì em nha. Nếu như em còn yêu Bình và không muốn chuyện xấu xa này tới tai Bình cũng như tới tai bao nhiêu người thân khác của em, anh chắc em cũng không muốn thiên hạ sẽ phỉ nhổ và chê cười rằng cô gái của con nhà doanh thương tên tuổi ở thị trường lại thất tiết một cách ngu xuẩn. Anh khốn nạn lắm mà. Nè, nếu khôn hồn thì hãy câm miệng đi, còn bằng không thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ, những tấm hình của đêm đó nó sẽ được tung ra khắp nơi, chẳng khác gì một thị trường mua bán hình ảnh yêu nhanh. Tôi sẽ thưa anh, để pháp luật trừng trị những kẻ đê hèn như anh. Nhưng rất tiếc là em không có chứng cứ. Giả lại trong ảnh đó hoàn toàn không thấy được mặt của anh đâu. Trời ơi là trời, anh Hiếu ơi, em xong rồi nè. Ủa Thảo, sao em lại khóc? Ai đã làm gì em vậy? Chị hai, chị hai ơi, em Thảo, Thảo em đứng lại nghe chị nói nè. Thảo à, Thảo. Hương à, bỏ đi em. Nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Thảo nhìn anh như muốn nói gì đó. Thực ra chuyện gì anh nói cho em nghe đi anh Hiếu. Anh có biết chuyện gì đâu. Anh thấy Thảo từ trên lầu xuống thì đã khóc như vậy đó. Anh hỏi mãi nhưng Thảo đâu có nói. Kế đó thì em xuống tới. Em thấy dường như nó có điều gì bức xúc lắm á. Không được, em phải tìm nó để hỏi cho ra lẽ mới được. Anh đưa em đi. Chúng ta cùng đi. Nãy giờ đứng rình quá mình như không sai mà. Cái thằng này đúng là cái thằng khốn nạn mà. Bây giờ thì sao đây? Mình có nên nói ra không? Nói không được mà im lại không được. Vậy thì liệu sao đây? Trời ơi, tôi liệu sao bây giờ? Trời ơi là trời, ông sanh chi cái thằng khốn à. Ê chú em, tôi với chú không có biết lòng nha. Cái gì vậy cha? Cái gì hả? Tại sao tao mới bước vô mày lại chửi tao? Tôi chửi ông hồi nào? Rõ ràng là mày chỉ vô mặt tao, mày chửi thằng khốn này thằng khốn nọ, mày còn chối hả mày? Cha ơi, cha hiểu lầm rồi cha ơi. Lầm hả mày? Mày tưởng tao là tai điếc mắt mù nên chẳng nghe mà cũng chẳng thấy gì? Vậy hồi nãy vừa bước chân vô cửa là mày chỉ cho chửi tao là thằng khốn. Trời trời, tôi chẳng chửi ông, đừng hiểu lầm rồi phải mất lòng nghe cha. Vậy cho mày chửi ai? Thì tôi chửi. Mà tôi chửi ai kệ tôi, miễn tôi không chửi ông thôi. Mày không dám nhận hả? Vậy thì thôi. Đã làm mà không dám nhận là hèn. Nhưng mà tôi chửi, mà tôi có đâu chửi ông đâu, sao tôi nhận? Vậy thì mày chửi ai? Thì tôi chửi tôi đó. Mày chửi mày. Ừ. Tốt, đẹp vậy. Nếu vậy thì chửi tiếp đi con. Chửi thì chửi, sợ ai? Cái đồ... Ủa? Sao vậy? Sao tôi lại chửi tôi? Ai biết?
Mày chửi mày cho bọn chửi tao sao tao biết. Thôi đi, tôi không có cãi với ông nữa. Nghe tôi hỏi, ông kiếm ai? Tao kiếm ai mặt tao, miễn tao không kiếm mày thôi. Nhưng mà tôi muốn biết. Mắc mớ gì tao phải cho mày biết. Nhưng mà ông đã vô nhà này. Tất nhiên là không phải nhà của mày. Ừ, biết rằng là vậy. Nhưng mà ở đây tôi là ở đợ. Nhìn cái mặt mày là thấy hai chữ ở đợ rồi. Biết rồi phải không? Thì nói lẹ đi, ông đi kiếm ai? Trời ơi, ở đợ mà nó làm như là cha ổng bằng. Thôi được, cho mày biết cũng không sao. Cô hai mày đâu? Đi rồi. Nhưng đi đâu? Mắc mớ gì phải cho ông biết. À, ăn miếng trả miếng ha. Thôi được. Cô ba mày đâu? Cũng đi luôn. Nhưng mà thôi, tao không để cho mày trả miếng nữa đâu. Còn ông bà chủ mày đâu? Cũng đi luôn. Dạ thưa bà chủ. Tại sao lại không cho khách gặp tôi chứ? Bộ muốn mất việc à? Dạ thưa bà, tại... Thôi, vào trong đi, để cho tôi tiếp khách. Dạ con đi liền. Lẹ đi con trai, để mất việc bây giờ. À, thưa bà, tôi... Dạ, ông muốn tìm... Anh So. Bà đây là bà Hồng đấy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng trái đất này nó bao la lắm, chứ tôi đâu ngờ nó lại nhỏ bé đến như vậy. Quan gia thì cũng có ngày gặp lại mà. Anh So, em xin lỗi. Lỗi gì đó mà xin? Tôi với bà có quan hệ gì đâu. Anh So, hãy hồn chết đi anh. Vì em là người đàn bà đang bị người đời khinh khi nguyền rủa, đang bị trừng trị nặng nề ở tòa án lương tâm. Tôi hỏi bà có phải là con người không? Trái tim bà có phải là sắt đá không? Trời ơi là trời, tôi biết phải nói sao đây, biết nói sao cho anh hiểu đây. Trời ơi, anh đừng trách mắng em đi.
vào đấy, bà cũng đã lấy chồng, vui sống cảnh giàu sang. Còn tôi chỉ là hạng bần cùng nên chẳng dám ngó lên. Trên 20 năm tôi đã chôn vào dĩ vãng. Chuyện bà sang ngang nay đã thành hiện thực, tôi chỉ tức là không biết tại sao và lý do nào. Thế nên mấy mươi năm tôi vẫn ở vậy để chờ bà. Anh Xu, chẳng lẽ anh vẫn... Phải, tôi vẫn ở vậy để chờ bà. Nhưng không phải chờ để nối lại duyên xưa. Tôi chờ bà để hỏi cho ra lẽ tại sao bà đã bỏ tôi khi mới cưới bà về chưa đầy 2 tháng. Thật ra thì tôi có lỗi lầm gì với bà chứ? Thật ra chuyện này, nếu em ngượng ngùng không nói thì cứ để anh giải bài đen trắng với anh So. Anh đây là... Tôi là Mảnh, chồng của Hồng. Thảo nào sang trọng lắm nên tôi mất vợ cũng phải rồi. Anh So, tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng anh hiểu cho rằng tình nghĩa vợ chồng thì phải thật sự có tình yêu, không cần sang hèn đẹp sâu, chớ nào phải đâu gượng ép mà thành. Hôm trước khi về làm vợ của anh thì chúng tôi đã cùng thề nón hẹn biển, nhưng vì chữ hiếu nên đành nuốt lệ ra đi. Nhưng nỗi sầu bi bên tình không dơi cạn nên chúng tôi phải đành bỏ làng trốn xứ ra đi. Trời ơi, có lẽ nào lại thế được sao? Đúng, đúng thế đó anh Xô. Thế tại sao trong ngày tôi cho người giảm hỏi, bà không chịu thật tình nói rõ với tôi? Má em cứ luôn miệng bảo rằng bà sẽ tự ải quyên sinh nếu như cuộc hôn nhân em từ bỏ, nên trong tình cảnh đó em mới cam lòng chấp nhận mà tuân theo. Nếu đúng như vậy thì tôi là người có lỗi hay sao? Nếu phải chi mà tôi biết sớm chuyện này thì giờ đây tôi đâu phải là một mình đơn độc. Anh So, tôi thật lòng xin lỗi. Anh So à, thật ra thì Mình có nên nói không mình? Mình à, dù sao thì anh ấy cũng đã chịu thiệt thòi nhiều lắm rồi. Thôi thì hãy dành cho anh ta được một phần an ủi. Hai người đang nói gì đây? Thôi thì đành phải chịu thôi. Dù rằng biết nói ra là lòng anh như dao cắt. Anh So, anh khỏi phải âu lo phiền muộn. Khi tuổi về chiều sẽ không có người phụng dưỡng chăm lo. Thật ra thì... Thì sao? Cứ nói đại đi, tôi ghét ai úp mở lắm. Thật ra thì anh đã có một đứa con. Hả? Tôi có một đứa con? Thôi đi, hai người đừng tìm cách an ủi tôi nha. Không đâu anh, đó là sự thật. Là sự thật? Không, không, tôi không tin. Làm sao anh tin được? Bởi khi xa anh thì Hồng phát hiện rằng mình đã mang thai. Những giọt máu đó lại là của anh. Trời ơi, có thể nào như thế được? Khi sao các người có gạt tôi không? Nó là con gái, và cũng là đứa con gái rất ngoan hiền. Là con gái, là đứa con rất ngoan. Tôi có đứa con thật sao? Trời ơi, ông quá không phụ lòng tôi. Nhưng nó tên gì?
Nó đâu rồi? Nó đâu rồi anh Bánh? Nó vừa đi du học ở nước ngoài, vừa mới về. Nó tên là... Nó tên là gì? Nó tên là Hương. Hương con. Nếu không nhờ anh Long nhiều chuyện thì không biết đến giờ nào con mới biết được thân phận của mình nữa. Má, má ơi, có phải đây là sự thật không má? Má nói đi má. Đó là sự thật đó con à. Đó là sự thật. Vậy con ông này là... Ông ấy là cha ruột của con đó. Là ba ruột của con. Ba của con. Ba. Con gái của ba. Con. Ba ơi, vậy mà từ bấy lâu nay con nào hay nào biết. Nay xin quỳ dưới chân ba mong thứ tội. Làm cho ba hết sức bất ngờ. Nếu nói đến lỗi lầm thì ba cũng là người có lỗi. Không có được một ngày để nuôi dạy con thơ. Bơi con nghẹn ngào chẳng mở miệng thành câu. Để trút cạn nỗi lòng mà trong con mang nặng. Chỉ biết cúi đầu xin. Con có lỗi gì đâu mà xin lỗi, con không biết gì hết. Còn nói về tình thương thì ba chỉ sợ là con không nhận người cha này thôi. Không, con nhận mà ba. Hay, cư xử rất hay, thật không uổng công ba nuôi dạy con mấy lâu nay. Anh Bạch, ơi quanh nhà rồi tôi xin ghi tạng. Kỳ anh So, tôi chỉ sợ anh không bỏ qua chuyện cũ. Còn nói đến nghĩa anh thì tôi xin anh chớ để già làm gì. Tôi nuôi dạy con vui là ý nguyện tâm mê thành. Thú thật là tôi không muốn con ngày này trở lại, vì nó sẽ làm cho tôi mất một đứa con. Ba ơi, nếu ba không từ không bỏ con thơ thì ba người cha suốt đời con tôn kính. Chuyện cũ từ đây nên chôn vào ký gián phận, còn lại cuộc đời ta nên sống vì con. Anh So, tôi cảm ơn anh đã bảo là không nói chuyện cũ nữa mà. Từ nay con sẽ có tới hai người cha. Thế còn người mẹ này chắc là quên hết rồi phải không con? Má, làm sao con dám quên, vì con chỉ có một mình má thôi à. Cha mày khéo ăn khéo nói lắm à. Con giống má chứ bộ. Anh So nè, sao anh biết chúng tôi ở đây mà tới vậy anh? Đây cũng là sự trùng hợp mà chính tôi cũng không ngờ. Thế anh tới đây có chuyện à? Nếu nói có chuyện thì quả thật tôi đến đây để tìm cô hai của nhà này. Ba, vậy ba tìm con sao ba? Vậy ra con là Hương. Trời ơi. Anh So à, chuyện gì vậy anh? Hương à, vậy con hãy nghe ba hỏi. Có phải con đã gặp Trinh một lần? Dạ phải. Nhưng chuyện gì đã khiến ba phải lo âu? Hay cô ấy và ba có sự quan hệ gì? Con Trinh với ba chẳng quan hệ. Nhưng ba xót thương bởi hoàn cảnh đó rất bi sầu. Không mẹ cha cũng chẳng ruột thịt họ hàng. Thân chỉ một mình tự tạo biến ăn. Thế thì có gì đâu mà ba lo đến vậy? Dù đang thương nhưng tấm cô ấy chẳng đàng hoàng. Dễ đổi thay xem nhẹ chữ tình. Và đã giúp dành người yêu của em con. Không với con Trinh thì ba quả quyết
thắng ngay, cực tính vô cùng. Ba cho nó mướn nhà trong mấy năm qua, nhưng vì xót thương nên ba chẳng lấy tiền. Thế thì chuyện chi hai người nói cho tôi tường tận, con Thảo yêu ai và ai đã giật giành? Sao lâu nay má chẳng biết gì sự việc thế nào, nên nói rõ má nghe. Thường thì mối tình tay ba phải có một kẻ thiệt thòi, nhưng trong chuyện này không thể trách con Trinh và thằng Bình. Thế thằng Bình là thằng nào? Nó là cháu kêu tôi bằng chú ruột. Vậy có phải thằng Bình là con của anh Hai Lam? Đúng rồi. Và nó là anh em chú bác của con Hương đó. Trời ơi, như vậy là... là con ruột của bác hai con. Trong khi bác hai con mất, ba mới mang nó về nuôi từ khi đầu nó còn để chởm á. Ba, thế anh ấy với con Thảo... ít ra thì cũng còn dính líu chút xíu về bà con. Nhưng nếu tình cảm chúng nó suôn sẻ thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng chỉ trách là trách con Thảo, tánh nó quá là hồ đồ, không tạo điều kiện cho thằng Bình lý giải. Đời thường có câu, xa mặt thì cách lòng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đến khi thằng Bình và con Trinh hiểu nhau và yêu nhau thì con Thảo mới hiểu rằng hạnh phúc trong tầm tay mà không biết giữ. Nhưng không thể chấp nhận mối tình này được. Dù xa nhưng chúng nó vẫn là anh em mà. Rất may là chúng chưa có gì, nhưng đầu đuôi câu chuyện này tất cả cũng do nơi thằng Hiếu mà ra. Ba nói sao, trong chuyện này có liên quan tới anh Hiếu nữa sao ba? Có chứ sao không. Con biết không, lúc đó hàng Di thì con Trinh lo cho ăn học, khi sắp đạt thành thì lại phụ bạc. Nó đã mua đồ để mà ly khách, ghét tội ngoại tình cho thằng Bình với con Trinh. Có lẽ nào con mù quáng sai lầm, đã dội tin vào kẻ chẳng lương tâm. Thương ơi chuyện chi con quán kinh hồn hải định thần, mà nói rõ má nghe. Má ơi con. Hương à, con thế nào nói ba má nghe đi con. Má ơi, con đã yêu anh Hiếu rồi. Không, không thể nào được. Dù có chết cũng không thể chấp nhận chuyện này. Hắn không có tình yêu chân thật, mà hắn chỉ vì tiền mà thôi. Cũng có thể trong chuyện này con Thảo là nạn nhân. Con phải đi tìm con Thảo mới được. Hương à, Hương. Anh à, anh kêu con Hương lại đi anh. Tất cả hãy bình tĩnh lại. Sự việc chắc không đến nỗi nào đâu. Không, mình ơi, nhưng em sợ. Em đừng sợ gì cả. Mọi việc cứ để anh lo. Anh So, bây giờ thì thằng Bình và con Trinh ra sao rồi hả anh? Không biết con Hương đã nói gì mà con Trinh đã bỏ đi biệt cả tháng nay. Thằng Bình đã tìm khắp nơi nhưng không gặp. Tôi chỉ sợ nó dại dột tính chuyện liều thì còn nguy hơn nữa. Thế anh không biết cháu đi đâu sao? Nếu biết thì tôi đâu phải vất vả như thế này. Mình à, hôm ấy mình nhờ báo chí hay thông tin qua truyền hình á để tìm cổ xem sao. À ha, sao tôi không nghĩ ra chuyện này. Anh So à, vậy anh có giấy tờ hay là hình ảnh gì của cô ấy không? Giấy tờ thì không có, nhưng tôi chỉ biết có tên là Trần Ngọc Trinh. Còn hình thì đây có đây, tấm hình nó chụp với ba nó lúc nhỏ. Tôi sợ nhìn không rõ lắm á. Anh có mang theo đây không? Hôm qua soạn đồ vô tình tôi nhặt được nên có mang theo đây nè. Đâu, anh đưa cho tôi xem. Đây, anh Bảnh à, chuyện này tôi nhờ anh, chứ tôi không rành đâu. Thôi, tôi phải đi tìm tiếp mấy chỗ nữa xem sao. Tôi đi à. Hình em mình. Để tôi xem. Hả? Trời ơi, có lẽ nào như thế sao? Mình à, chuyện gì với mình? Có lẽ nào quá khứ lại trở về với tôi sao? Trinh ơi, hiện giờ em ở đâu? Anh đi tìm em đã mỏi mòn rồi.
đời. Trinh, vì yêu em nên anh đành phù phàng, bờ môi em đôi mắt lạ lời. Vì yêu em nên tâm hồn lạc loài, tình yêu xưa anh vứt bỏ trong. Để được yêu anh bên anh cả cuộc đời, người yêu xưa mà sao quên mất rồi, vì em đi khuất rồi, tình duyên này đã tàn, để duyên ai bẽ bàng, thôi đành lệ chưa chan. Người yêu ơi xin anh đừng giận hờn, dù đắng cay của phủ trùm lên thân xác, nhưng anh vẫn phải tìm em để nói lên lòng thiết tha thương nhớ bao ngày. Trinh ơi gặp lại em, lòng anh như sông biển dập dồn. Mình sẽ từ đầu chấp lại cánh quyền. Anh Bình, tất cả lời anh nói đều là sự thật sao anh? Đều là sự thật cả mà em. Anh Bình. Trinh. À, anh Bình nè, nhưng mà sao anh biết em ở đây mà tìm em vậy hả? Em à, nếu không có bác Bảnh thì anh cũng không sao biết em ở ngoài đây để ra kiếm tìm đâu. Nhưng cũng rất may bác ấy chỉ cho. Nhưng mà bác Bảnh là ai mới được, sao lại biết em nơi này mà chỉ anh ra tìm? Anh cũng không biết nữa, nhưng bác ấy rất rành về em, chẳng những chỉ mà còn dẫn anh ra tới đây đó. Vậy con bác ấy đâu? Bác đây cháu. À, bác đây là... Bác là bạn của ba cháu. Là bạn của ba cháu? Như vậy chắc bác rành về ba cháu lắm hả ba? Nghe bác hỏi, có phải ba cháu tên Trần Thái Sơn, còn mẹ là Võ Thị Ngọc? Dạ đúng
Cảnh à, nếu nói thế thì bác rành về gia cảnh của Tinh lắm thì phải. Bác biết rành lắm cháu à. Bác, như vậy bác có biết ba cháu giờ này sống chết ra sao không bác? Nghe má cháu trước khi chết nói lại, ba cháu sau một chuyến đi buôn rồi đi mãi không về, cháu đã mang hình người vào đất liền tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà vẫn không sao gặp được. Thế có phải tấm hình này không hả cháu? À, đúng rồi. Nhưng mà tại sao, tại sao bác lại có tấm hình này? Chú ba của anh nhặt được và đưa cho bác ấy đó. Cũng may là có tấm ảnh này, nếu không thì bác chẳng tài nào nhận ra cháu được. Vì năm đó cháu chỉ mới có mấy tuổi đầu thôi. Nhưng nãy giờ bác chưa trả lời cho cháu biết là ba cháu đã ra sao. Ba cháu, cháu đã chết rồi. Đã chết. Ba cháu chết thật rồi sao? Nhưng tại sao chết? Bác, bác nói đi bác. Trinh à, bình tĩnh lại đi em. Bình tĩnh lại. Bác, bác nói đi. Tại sao ba cháu chết hả bác? Bác nói đi bác. Trước kia bác bỏ quê hương đi lập nghiệp, khi đến Rạch Giá thì gặp một người tốt bụng hướng dẫn để đi buôn. Rồi ngày tháng dần trôi, chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân tình. Nên chúng tôi đã hợp đồng trao đổi làm ăn. Chú ấy thì chuyển hàng từ Phú Quốc vào, còn tôi thì từ Rạch Giá gửi ra. Thời gian trôi qua chưa đầy năm rưỡi thì biến cố đến nơi đã cướp mất bạn hiền. Ba, nhưng biến cố gì? Biến cố gì đã cướp đi ba của cháu hả ba? Ba nói đi ba. Làm ăn có phát tài nơi ba cháu quyết định mua tàu. Tuy không có vốn nhưng ba cháu vẫn để bác một phần cùng trong chiếc tàu đó. Sau mấy chuyến vận chuyển hàng suôn sẻ nên ba cháu ngỏ lời mời bác ra nhà cho biết mặt vợ con. Nhưng bác thật sự không ngờ trong lần đó là lần tiễn biệt hai kẻ thân, thậm chí còn lại bão tố nổi lên, sông lớn đánh lật ngang chiếc tàu trên mặt nước. Trong tình huống bất ngờ này, ba cháu chỉ vớt được một chiếc phao nhưng lại quăng cứu bác, còn thân mình thì trơ trên biển cả, rồi hối hả bơi theo như không còn kịp nữa. Sông biển cuồn lồi vĩnh viễn mất người. Nhưng tại sao ba cháu và cháu không hề biết được chuyện này chứ? Bắt lên đên trên biển suốt một đêm, sáng hôm sau thì được một chiếc tàu đánh cá vớt lên. Sau khi vào đất liền rồi thì bác có ra Phú Quốc định báo tin. Nhưng hỡi ơi, má cháu đang bị căn bệnh tim hoành hành nên bác chẳng dám hé môi. Trời ơi, hoàn cảnh gì mà cay nghiệt lá lai. Chồng thì bị nản tay, còn vợ lại bệnh tim quằn quại. Tất cả vốn liếng đều nằm trên tàu nên tay lại trắng tay. Nhưng bác rất may là giữ được mình cái mạng. Nhìn má cháu đang hồi hoạn nạn nhưng bác lại không giúp đỡ được gì. 3 tháng sau bác có trở ra thì mới hay rằng má cháu mất, còn cháu thì không biết ở đâu. Suốt bao năm bác dạy dầu tìm kiếm đã mỏi mòn những cha
tâm. Thân chị một mình trơ trọi, nên khi má cháu chết rồi thì không biết nước tựa vào đâu, nên cháu mới cầm ảnh cha cháu vào đất liền tìm kiếm khắp nơi. Nhưng bao nhiêu năm, bây giờ cháu mới biết là cha mình đã chết. Trinh cháu, rồi trong thời gian ấy cháu ăn đâu, ở đâu, cháu làm gì để sống? Ngủ ở bến phà, rồi ngủ chợ, ngủ đình, hết ăn xin rồi phụ người ta rửa chén. Sao nhờ có một bà lão bán bánh canh cua, thấy hoàn cảnh của cháu xót thương nên mang về nuôi dạy. Bây giờ thì bà lão chết đi, cháu biết được nghề bán bánh canh nên lấy đó làm vốn mà buôn đào khắp nơi để kiếm cha. Nhưng mà trời ơi, nó chỉ là hoài vọng. Thật cực thân cho cháu quá. Chị trách bác là tại sao lúc đó bác không trở ra sớm hơn. Nếu bác ra sớm hơn thì cháu đâu đến nỗi nào như vậy. Thôi đừng buồn nữa bác à. Theo cháu thì có lẽ đây là ý trời. Phải đó bác à. Chắc tại số kiếp cháu long đông cho nên cháu phải chịu. Bác đừng có trách mình nữa. Không đâu cháu à. Giờ đã gặp lại rồi thì bác không để cháu khổ nữa đâu. Bác nói thế là sao hả bác? Trình cháu, bây giờ thì cháu hãy mau theo bác trở lại Sài Gòn để bác được lo lắng chu toàn, bù đắp lại bao năm dài khổ nhọc mà cháu đã chịu đựng bấy lâu. Bác nói đây là lòng thành thật. Cảm ơn bác đã thương tình để già, nhưng cháu lớn rồi tự kiếm sống được thôi. Trinh à, nếu như cháu thật tình không nhận, dù có chết bác cũng không nguyên dạ. Bởi mạng này do ba cháu cứu sống và sáng nghiệp hiện giờ do ba cháu mà nên. Trinh ơi em chớ nên phụ bỏ lòng thành anh, nhận thấy rằng bác ấy rất thiết tha. Nếu cháu không theo bác trở lại Sài Gòn thì bác hãy chết nơi này chứ chẳng chịu dời chân. Bác đừng làm như vậy mà bác. Cháu rất hiểu bác, nhưng mà thà rằng không gặp thì bác không thấy mình ai nấy. Còn bây giờ gặp được cháu rồi, nếu cháu không để cho bác có một cơ hội đáp đền thì sau này bác chết xuống cửu tiền, bác còn mặt mũi nào để nhìn ba má của cháu nữa chứ. Trinh à, hãy nghe bác đi em. Cứ coi như bác xin cháu đi mà Trinh. Nếu cháu không đồng ý thì bác sẽ quỳ mãi nơi này. Bác à, bác đứng lên đi bác. Trừ khi nào cháu chịu theo bác. Cháu. Sao cháu? Dạ, cháu sẽ theo bác. Cháu sẽ theo bác mà. Cháu đã đồng ý. Trời ơi Trinh ơi, bác mừng quá Trinh ơi. Thế mà bác cứ tưởng suốt cả đời mình sẽ không có một cơ hội này. Bác bệnh. Trinh, cháu của bác. Má, sự quan hệ của gia đình mình với Trinh đây đậm đà thế sao má? Đúng đó con à. Má còn nhớ, nếu năm đó không có chú Sơn ba của con Trinh giúp đỡ á, thì con cũng không còn sống đến ngày nay. Bởi căn bệnh ngặt nghèo đã đưa con vào giai đoạn tập tử nhất sinh. Như vậy, chú ấy là ân nhân cứu mạng của ba con, mà còn là người đã cứu sống con sao? Phải, đúng như vậy đó con à. Trời ơi, vậy mà tôi đành nợ lấy oán để báo đáp ơn sâu. Trinh ơi, tôi thật lòng xin lỗi. Trinh hãy thứ tha, vì chuyện vừa qua đã xúc phạm nặng lời với một người mang.
chị đâu có lỗi gì. Hương à, bỏ đi em. Trinh đã nói là không giận hờn em mà. Trinh à, Trinh chịu bỏ qua cho tôi thật hả Trinh? Chị Hương, Trinh không giận chị đâu mà. Nè, so về tuổi tác thì em lớn hơn Trinh, nhưng nói về gia thế thì em là em của anh. Thì từ nay em phải gọi Trinh bằng chị, bởi Trinh sắp là chị dâu của em rồi đó. Em biết mà anh hai. Bộ sợ chị dâu em mất phần sau mà anh lo dành vậy? Nếu biết vậy sao không chịu kêu chị dâu đi. Dạ, chị dâu. Đó, em thấy không? Lũ trẻ bây giờ thì chúng biết rồi, không cần mình phải chỉ nữa đâu. Kìa má, sao má lại lộ vẻ u buồn? Hay là má... Nhìn các con xem vậy mà má cảm thấy lo cho con Thảo. Không biết có chuyện gì mà nó lại bặt tâm. Kìa mình đừng buồn như vậy. Chắc nó không sao đâu. À, thôi Hương à, con đưa anh chị con vào trong rửa mặt, thay đồ cho khỏe đi con. Dạ, anh Bình, chị Trinh theo em. Dạ, thưa hai bác, chúng cháu vào trong. Ờ, vào trong đi các con. Mình à, mình đừng buồn. Mình buồn trước mặt con cháu như thế là không nên đâu mình. Chứ mình bảo em phải sao đây? Dù sao thì nó cũng là con ruột của em mà. Thưa má, thưa ba, con mới về. Kìa, Thảo, con. Má, con. Thảo à, con đi đâu lâu nay mà không cho ba má biết vậy con? Dạ, thưa ba, con. Thảo à, ba má đã biết tâm sự của con rồi, nhưng con không thể vì thế mà bỏ nhà ra đi như vậy. Con có biết là ba má lo cho con lắm không? Thảo, hôm rày ở nhà mình. Dạ thưa ba, con đã biết hết rồi ba. Con biết hết rồi thì tốt. Phải, vì biết hết nên con về thăm ba má chuyến này. Rồi mãi mãi ra đi. Theo chị thì không phải lý do tự tạo khiến em ra đi, mà bên trong còn có nguyên nhân khác. Không, không có nguyên nhân gì cả mà. Chị chắc chắn là có mà. Thảo, giờ phút này mà em còn giấu giếm gì nữa, cứ quỵt tẹt ra đi. Kìa, anh Hiếu, anh còn tới đây làm gì nữa chứ? Kìa, chị hai, sao lại lớn tiếng vậy chứ? Thảo à, hãy giới thiệu cho mọi người biết anh là ai đi Thảo. Dạ, thưa ba má, chúng con
chúng con đã quyết định kết hôn. Hả? Thảo, bố em điên rồi sao? Em cũng biết hắn là hạng người nào rồi chứ. Không, chị quyết định ngăn cản chuyện hôn nhân này. Nè, chị hai, chị cũng như biết ngăn cản và ép buộc hôn nhân là có tội rồi đó nha. Chị nên tôn trọng quyền chọn lựa của chúng tôi. Mày đúng là một thằng vô liêm sỉ mà. Mày có tin là tao sẽ đập mày không? Nếu muốn thì cứ tự nhiên. Nè, tao cho mày biết tội đánh người không phải nhẹ đâu nha. Thằng khốn! Anh Bình, đừng mà anh Bình. Em buông anh ra, buông ra. Thôi, cắt cửa hay im hết đi. Đừng ai nói thêm lời nào nữa cả. Đúng, quyết định lấy ảnh là lòng tự nguyện của tôi. Đó, các người có nghe chưa? Các người có nghe chưa? Rõ ràng là em bị hắn uy hiếp rồi, có phải không Thảo? Không, không có, không có mà. Em nói không có, chị có nghe không? Thôi đi chị hai à, đừng có cố tạo sự việc thêm gây go nữa. Thảo à, bây giờ thì em nên nói cho ba má biết rõ lý do mà chúng ta về đây hôm nay đi. Nói đi em. Được, tôi sẽ nói. Thưa ba má, hôm nay con về đây là muốn ba má chia gia tài cho chúng con. Thảo, con thay đổi tánh tình từ lúc nào vậy? Đồ bất hiếu. Ba, bình tĩnh lại đi ba. Bố ba không thấy em con nó có nỗi khổ tâm sao ba? Khổ tâm gì với thứ đồ ngỗ nghịch này chứ? Nuôi cho mày khôn lớn, mong cho mày thành người, để giờ này mày ra giá khi đứng trước mặt tao. Sự thật là tao cũng không thể nào ngờ mình đã vô phước sanh con, trúng nhầm thứ bất nhân. Ba, ba ơi xin hãy cảm con, bởi nay con đã lớn rồi, con muốn tạo dựng cho mình nên rất cần vốn để làm ăn. Thảo, Thảo con ơi, bậc làm cha mẹ ai lại không muốn tốt cho con mình, nhưng trong cách cư xử này thì hoàn toàn không đúng. Rồi chưa tánh Thảo xưa giờ không có thế này đâu. Nè, chị nên nghĩ lại đi. Nếu biết chuyện thì tôi xem như gia đình, không thì tôi cũng không cần. Bởi nơi này chị không là chi cả. Cậu im đi. Ở đây chưa đến phần cậu nói. Vậy cho cậu là cái thứ gì? Là chồng Thảo, là rể quý của ba. Ai cưới, ai gả, ai chấp nhận? Ba, chỉ cần hai kẻ yêu nhau là đủ rồi. Còn trên pháp lý, Thảo là con một của gia đình này, chắc ba biết chứ. Mày, bác à, hơi đâu mà bác lại cãi vã với hạng người như nó chứ. Nó không phải là con người. Thảo, bây giờ tao hỏi lại lần cuối, mày đã quyết định kỹ về ý nghĩ của mình chưa? Im lặng tất nhiên là mày đã suy nghĩ kỹ rồi chứ gì. Được, vậy nghe đây, tất cả số tài sản tôi sẽ chia ra thành 10 phần và chia cho một bên 8 và một bên 2. Vậy phải được không? Khỏi nói thì tôi cũng biết Thảo là 8 rồi. Khoan, người đã cậu con rể vô thừa nhận mà. Nghe tiếp đây, 2 phần đó sẽ chia đều cho con Hương và con Thảo. Vậy còn 8 phần kia thì sao? Tôi sẽ giao toàn bộ cho con Trinh. Kìa, bác, sao bác lại làm như thế chứ? Không được, không được, tôi không đồng ý. Tại sao ông không công bằng chứ? Thảo là con ruột của ông, còn họ là người dân nước lã kia mà. Di chúc này vợ chồng tôi đã thống nhất và lập trước đây một ngày, và đã gửi cho luật sư làm thủ tục rồi. Nhưng tôi không thống nhất về cách cư xử thiếu công bằng như vậy. Di chúc tôi lập khi vẫn còn tỉnh táo, chứ chẳng phải điên khùng. Còn nhận hay không là quyền của cô cậu. Tôi sẽ kiện cho tới cùng. Nếu như mày muốn kiện thì một chút theo tao tới công an để mình cùng kiện và làm việc luôn. Ê, mày muốn cái gì hả? Muốn cái gì đây? Muốn gì hả con? Muốn đánh mày Mày sao không đánh tôi chứ? Hả? Phải,
tao đánh cho chết cha luôn. Cái thứ đồ bất nhân, sống chẳng có lương tri, thì chết phức cho xong. Ê, ông đừng làm ẩu nghe chưa? Luật đánh người tội không nhẹ đâu nghe. Em đi cái thằng chó chết, đừng lớn tiếng già mồm. Nói lực thì mày hay lắm, nhưng phạm lực vẫn là mày. Vậy tôi làm gì, mau nói thử nghe coi. Muốn biết thì hãy đợi đấy đi con. Chú bà, xin để yên xuôi mọi việc, chớ rừng men thì chẳng lợi cho con. Cứ để nó hoành hành thì thế gian này chẳng phúc được yên. Cô ba ơi, tôi biết cô đang đứng trong cảnh tâm tôi lưỡng nan, nên bị thằng ông hoàng này nó khuấy động. Nhưng có hồng như cầm, có tâm như bị người ràng buộc, thì cô ba ơi, cuộc sống nào có ý nghĩa chi đâu. Thà chịu một câu để không rầu không sợ, và giúp nợ với kẻ vô lương không chút nhân từ. Anh Long, nếu đã biết rồi thì tôi xin anh im lặng để giữ cho gia đình một cuộc sống bình yên. Cây muốn yên nhưng mà gió không muốn lạnh, thì thôi cháu cứ để cho nó động một lần rồi mãi mãi bình yên. Chú ba, ông bà ơi, thật ra thì cô ba bị ép buộc, nhưng vì khổ tâm nên nghẹn lời không. Thảo, vậy con bị ép buộc, nhưng mà ai ép buộc con chứ? Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ? Chính cái thằng khốn nạn này nè. Nhưng hắn đã làm gì? Anh nói đi anh Long. Nè, đây là tự nguyện chứ không có ai ép buộc ai à. Anh Long, anh nói đi anh Long. Anh Long, tôi dám anh mệt lắm. Long, bác cho con nói. Dạ thưa bác. Lẽ ra thì tôi không nên nói, nhưng tình thế này đây tôi việc, nhưng mà chỉ sợ cô buồn, gia đình cũng chẳng được vui. Nay cớ sự đã đành rằng, tôi phải nói cho mọi người thấu hiểu cái lòng dạ của kẻ vô lương. Thà chẳng biết chi ra sao cũng mặc, nhưng khi đã biết rồi thì tôi không thể lặng thinh. Long, cháu hãy nói rõ hơn cho bác biết. Dạ con nói. Cô ba bị hắn gài thế để ăn nằm với hắn. Hắn đã chụp hình và lấy cớ đó làm áp lực cho cô ba. Trời, Thảo, có phải thế không con? Má, má ơi, con khổ quá má ơi. Nè 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 nè, chứng cớ đâu? Chứng cớ đâu mà mày dám vu oan tao hả? Mày có biết tội vu oan là thằng khốn nạn. Tại sao mày dám đánh tao chứ? Tao còn giết mày nữa kìa. Thôi, mình đừng nóng cháu. Để ra tao. Mày muốn biết chứng cớ chứ gì? Long, dạ, đưa cho nó xem. Đây, đây là cuốn băng ghi âm mà tao đã lén ghi lại được trong những lần trò chuyện của mày và cô Thảo. Dạ thưa ông bà, trước kia thì nó định theo đuổi cô Hai, nhưng sau khi hắn biết được cô Hai không phải là con ruột của ông, nên hắn đã chuyển hướng sang cô ba, nhưng mà cô ba không đồng ý, nên hắn đã dùng thủ đoạn đê hèn để làm áp lực. Và mục tiêu chính của nó là cái gia tài này đây. Khốn nạn, khốn nạn thật mà. Được, nếu mọi người biết hết thì cũng không sao. Nhưng tôi cho các người biết, nếu tôi chẳng có được gì thì ngày mai những tấm hình đó sẽ được tung ra khắp nơi. Đã muộn rồi con à. Những tấm hình đó tao và chú Long đây lén đánh cắp và đã được đưa tới công an rồi. Bí mật này sẽ được giữ kín. Nếu có một người ngoài số người này ra biết được thì mày sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đó. Ê, nhưng tôi... Bây giờ thì mày cũng theo tao đến công an đi. Ha, họ cũng đang tìm đó. Long, đưa nó đi. Dạ, nhưng mà ông cũng phải đi với con chứ. Một mình con sợ làm không lại nó. Được.
Được rồi, tao đi với mày. Ê, nhưng mà tôi... Cần gì vậy? Đi mày! Trời ơi! Nhục nhã! Nhục nhã quá nè trời! Thảo! Thảo con! Để con vào khuyên nó. Thưa bác, em Thảo... Tất cả đều do sự bồng bột mà ra. Nhưng bác tin nó sẽ không sao đâu. Bởi đời người thì ai không một lần lầm lỗi. Bác, nếu nói vậy thì bác chịu tha thứ cho Thảo hả bác? Dù sao thì nó cũng là con ruột của bác mà. Còn cháu, tuy không phải là ruột thịt, nhưng bác quý trọng cháu hơn cả bản thân mình. Nên bác mong cháu hãy tôn trọng sự quyết định của hai bác. Bác, dạ thưa bác, nhưng cháu... Đừng cãi bác nữa. Cháu hãy để thời gian mà lo tính chuyện hôn nhân với thằng Bình kia kìa. Bác à, bác. Trinh à, đừng kêu nữa em. Theo anh thì đây là tâm nguyện mà bác ấy rất muốn hoàn thành. Còn làm người thì ta nên sống sao cho không lỗi đạo là được rồi. Anh Bình, em hiểu ý của anh. Nếu hiểu rồi sao còn đứng đó? Hãy xích lại đây, để chúng ta cùng tính chuyện của tương lai chứ. Anh Bình. Trinh. Khi ánh sáng rơi đầy mắt người.